Quý vị và các bạn thân mến, buổi trưa hôm nay mình đang có mặt tại gần bến phà An Hòa mấy vị. Cách bến phà An Hòa 7 km quý vị, là hướng từ chợ mới chạy xuống. Và hôm nay mình muốn chia sẻ đến quý vị một ngôi chùa rất đẹp luôn. Đó, nằm ở cách phà An Hòa 7 km. Đây, đó là chùa Vạn Phước, một cái chùa ở trong làng quê rất là đẹp luôn quý vị. Ở đây có cái bảng lưu niệm nữa nè, xem Lúc Kỳ Tăng sinh năm 1991, David Tăng sinh năm 1996 ở Australia, ông bà La Quốc Tấn, Dallas, USA, đội thi công hai lúa Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 âm lịch 2015, đồng thủy cúng. Đó, cái chùa, trước khi vào chùa chúng ta sẽ đi qua một cái cầu, rất là to. À, dưới này là cái dòng sông quý vị, đó. Một cái con kinh cũng rất là lớn. Và vừa xuống dốc cầu thì chúng ta sẽ đến cái cổng tam quan chùa Vạn Phước, Trí Tuệ Từ Bi. Chùa rất đẹp luôn quý vị, đó, ở bên trong và cả hậu viện rất là to lớn luôn. Đây là cái cổng chùa Vạn Phước. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào tham quan chiêm bái chùa Vạn Phước nha. Đó. Bước vào cổng chùa, đầu tiên chúng ta sẽ thấy được tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá non nước quý vị, trắng tinh khôi luôn. Đó. Và mé dưới là tượng của Đức Phật Di Lặc. Đây rất là đẹp luôn ạ. Và điều đặc biệt nữa quý vị, có tượng của Tứ Đại Thiên Vương nè, đó. Ở đây có một cái đỉnh rất là to luôn. Và đây cũng có một cái miếu nữa quý vị. Những cái hàng cây rất là cao, to mát luôn. Và cái ở mé bên sau kia, đó là cái chánh điện quý vị. Đó, như mình nói nè, ở bên hai cái đỉnh rất là to đó. Và bên đây có một vị Tứ Thiên Vương nữa đó. Ở đằng kia một vị, và mé bên tay phải mình một vị nữa, Tứ Đại Thiên Vương. Ở đây một cái cây, một cái cây bồ đề quý vị, rất là to lớn luôn. Đó, tán lá sum xê. Đó, ngoài ra chúng ta có tượng của 18 vị La Hán nữa quý vị. Đó. Cái ngôi chùa được bố trí xây dựng rất là hài hòa luôn, rất là đẹp. Đó. Ở đây là một vị Tứ Đại Thiên Vương nữa. Bên đây một vị nữa quý vị. Đó, bên kia cũng có cái cây bồ đề rất là to luôn. Đây, bước vào không gian bên đây, trong đây rất là yên ả, thanh bình, thấy tâm nó rất nhẹ nhàng quý vị. Đó, như quý vị thấy đây là chánh điện nè,
Đó, rất là đẹp luôn. Mặt trước thì chánh điện hôm nay đóng cửa, chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đi vào bằng cổng sau nha quý vị. Đây, đẹp dữ lắm quý vị. Ngay trước này có hai lân sư tử này, sư tử lân này, đá rất là to lớn luôn, đẹp lắm. Đó. Đây là những cái chậu kiển này. Đó, tượng của Tứ Thiên Vương. Nói chung lối bố trí rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn. Mé sau được điêu khắc bởi những bàn tay nghệ nhân quý vị. Đó, những cây tre trúc nè, đó, hay là những cái đầm sen nè, tất cả đều trông rất hài hòa, rất là đẹp luôn. Đó, quý vị thấy. Những cái chậu kiển rất là giá trị luôn. Đó. Ngoài ra đây là những vị La Hán. Đó. Đây là vị La Hán khoái nhĩ nè. Đó. Thích lấy cái cây cỏ chọt vào lỗ tai mình đó. Đó. À, đây là La Hán Trường Mi. Đó, là lông mi của ngài rất là dài luôn. Nói chung là lối bố trí rất là đẹp, rất là hài hòa. Đây là mé sau quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên chánh điện, vào chánh điện xem quý vị. Đây quý vị, đây là bên trong toàn bộ khuôn viên chánh điện chùa Vạn Phước. Chùa Vạn Phước thì nơi chánh điện chỉ thờ duy nhất mỗi tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni quý vị. Trông rất là đẹp luôn, đang thiền định dưới cội Bồ Đề. Đó. Ở trong chánh điện thì hôm nay không có ai quý vị, hơi tối. Mình cũng không biết bật đèn chỗ nào. Nó hơi tối nên quý vị xem thông cảm nha. Nói chung rất là đẹp luôn. Mấy dưới này chúng ta có lúc Thái tử vừa đản sanh. Và mấy dưới này chúng ta có tượng, bảy tượng của Đức Phật Dược Sư quý vị. Một cái chuông rất to. Một cái mỏ cũng rất là to luôn. Đó, nói chung rất là trang nghiêm và rất là đẹp. À, bây giờ chúng ta sẽ xuống tham quan hậu viện nha. Ở dưới này là nhà tổ quý vị. Đó. Mấy dưới này là nhà tổ. À, đây là tổ sư, tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó. Rất là sinh động, rất là sống động quý vị, rất đẹp. À, chùa Vạn Phước này hiện nay là do Hòa Thượng Thích Nhật Lợi là chủ trì chùa Vạn Phước nha quý vị. Nó rất đẹp. Ở đây có một cái hang nè, hang núi đá. Ở bên trong chúng ta có thờ Đức Phật Chưởng Đề quý vị. Đó. Rất đẹp. Đây, rất là trang nghiêm luôn. Quý vị xem rất hay. Ở mé trên này có những cái bức hoành phi quý vị. Đó. À, ở đây nói về kể về cái lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Đông Độ quý vị. Và đây là cái diện bích chính nông, có nghĩa là ngài ngồi xây mặt vào tường thiền định chính nông. Đó, để chờ truyền nhân á, đó, đó là ngài Huệ Khả đó quý vị. Rất hay luôn.
Cái ngôi chùa bố trí như cách thức như thế này thì mình nghĩ có lẽ là ở đây các vị tu theo thiền tông quý vị. À, chỉ thờ có mỗi duy nhất Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Toàn bộ là những cái dách này nè quý vị, làm bằng ốp gỗ á nha. Rất là giá trị luôn. Và ở đây chúng ta ngó ra là sẽ thấy được một cái tháp quý vị. Đó, hai cái tháp rất đẹp. Đó. Vườn cây rồi xoài đang xen với nhau trong rất là đẹp luôn, rất là thanh tịnh. Đây là mé sau hậu viện quý vị. Đó, có cái bàn, cái nhà tranh đó ngồi uống trà thiền đồ. Đó, trông rất là thú vị. À, những cái bông hoa lan tuyệt vời luôn. Hoa lan nở nè. Hoa lan đỏ quý vị. Đây có này chắc địa lan. Trông rất đẹp. Đây, chúng ta sẽ đi bọc qua vòng qua mé bên đây. À, xem chút xíu nữa nha quý vị. Wow, mấy sau này cái khu vườn rất là rộng lớn luôn quý vị. Đó. Wow, cũng bố trí 18 vị la hán như này nữa. Hay là những cái cây bông hoa giấy nè, đẹp ghê luôn. Nở, sinh động, trắng, đỏ, hồng, vàng. Trông rất là hay. Rất là đẹp luôn quý vị. Ở đây là hậu liêu đó, nhà trù rồi. Dài xuống tới đó, xuống tới dưới là hết rồi đó quý vị. Rất là nhiều những cái hàng bông hoa giấy này, những chậu hoa giấy rất sinh động. Đó. Nói chung là một ngôi chùa rất đẹp luôn. Nhưng mà hơi nắng chút xíu quý vị. Trời nắng. Bây giờ là wow, gần 12 giờ. Gần 12 giờ trưa quý vị, rất là nắng luôn. Đó. Quý vị xem toàn cảnh ngôi chùa nha. Cực kỳ tuyệt đẹp. Đó. Có dịp nào đó quý vị đi về Long Xuyên đó, mình đi đường Sa Đéc, mình đi chợ mới mà đi xuống phà An Hòa đó quý vị. Đó thì chưa tới, cách phà An Hòa khoảng 7 km nữa thì chúng ta ngó bên trái sẽ thấy được cái cổng chùa Vạn Phước. Đó, chúng ta vào đây viếng cảnh cũng như chiêm bái Phật rất là thú vị, tuyệt vời luôn. Những cây thiên tế nào vậy? Đó. Hay là những cái bức hoành phi nè, rất là sinh động luôn. Đúng là một kỳ công, tuyệt vời, đẹp lắm. Nếu chúng ta có dịp đi ngang thì chúng ta ghé vào một lần để mình chiêm bái được cái vẻ đẹp, hay là mình đảnh lễ Đức Phật quý vị, cầu an cho gia đình cũng như cầu siêu cho gia đình người thân của chúng ta, những người đã mất, thì cũng rất là tốt. Nó cũng thuộc về cái ý nghĩa tâm linh mà. Đẹp lắm. Đó. Rồi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Chúng ta cũng đã tham quan xong ngôi chùa Vạn Phước quý vị. Nếu quý vị xem
thấy hay, thương mến mình, nhớ cho Minh Bụi xin một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nhiều sức khỏe, niềm vui và thật nhiều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tai biến là hai chỗ rồi đó.